Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Nhân viên tiêm thuốc trợ tử cho thú cưng lấy đi nước mắt hàng trăm ngàn người. Trên mạng xã hội TikTok dạo gần đây có xuất hiện clip khiến chúng ta vô cùng xúc động. Một người phụ nữ đang gào khóc thương tâm bên chú cún của mình. Đằng sau là vị bác sĩ đang tiêm vào cơ thể của chú chó. Ban đầu chú cún vẫn ngẩng lên nhìn chủ nhân, nhưng sau khi bị tiêm, chú liệm đi dần dần và nhắm mắt mãi mãi. Có lẽ điều khiến mọi người xúc động nhất là khoảnh khắc chủ nhân tạm biệt mãi mãi với thú cưng suốt bao năm của mình. Cô đau đớn như thể mất đi một người bạn tri kỷ, giọt nước mắt ấy cũng làm lay động biết bao trái tim người xem. Nhưng còn một chi tiết nữa cũng đáng chú ý trong clip, đó là người bác sĩ tiêm thuốc trợ tử. Anh ta nhẹ nhàng thực hiện chuyên môn, dù khó khăn nhưng luôn cố gắng vuốt về chú chó để chú chó ra đi thanh thản. Quả thực, công việc trợ tử thú cưng không hề đơn giản. Công việc trợ tử thú cưng là gì mà vì sao phải tiêm thuốc cho thú cưng chết dần dần? Trợ tử thú cưng là phương pháp giúp cho con vật chết một cách êm ái nhẹ nhàng trong tình yêu thương của người chủ và cũng nhằm mục đích để giúp nó khỏi kéo dài lê thê sự đau đớn về thể xác do một chứng bệnh nan y hay một tai nạn nào đó gây nên. Ở phương Tây, chỉ có bác sĩ thú y mới được tiêm trợ tử, hơn nữa phải dùng thuốc ngủ liều lượng cao. Nói chung, người chủ sẽ nắm quyền quyết định cho thú cưng của mình tiêm thuốc trợ tử hay không. Thứ nhất, nếu họ cảm thấy sự sống còn có thể kéo dài hoặc khả năng chữa khỏi bệnh cao, họ sẽ phối hợp cùng bác sĩ thú y tiếp tục chiến đấu để chữa cho đứa con của mình. Mặt khác, nếu bệnh quá nặng, người chủ không muốn thấy cảnh thú cưng của mình rên rỉ đau đớn từng ngày, họ sẽ quyết định tiêm thuốc trợ tử để đứa con ra đi thanh thản. Theo như nhiều bác sĩ chia sẻ, khoảnh khắc họ phải tiêm thuốc vào động vật thực sự đau đớn và khó khăn. Bởi sâu trong thâm tâm họ luôn hy vọng rằng sẽ được tiếp tục cố gắng cứu chữa cho thú cưng thay vì phải tiêm luôn một mũi kết liễu cuộc đời. Trang Channel News Asia đưa tin, anh Châu Hao Tinh, 29 tuổi, một chuyên gia phẫu thuật thú y đã quyết định từ bỏ công việc đầy thử thách về mặt tinh thần này. Anh còn cho biết mình luôn phải đối mặt với nhiều hội chứng tâm lý. Kinh khủng nhất là trầm cảm lâm sàng với suy nghĩ tự sát thường trực trong đầu. Bài viết từ Trang Cũ đưa tin năm 2016, một nữ bác sĩ người Đài Loan đã tự sát vì trầm cảm sau khi cô liên tục phải tiêm trợ tử cho chó mèo mỗi ngày. Hãng dược phẩm Merck Hoa Kỳ đã đưa ra thống kê, ít nhất 25% bác sĩ thú y đã nghĩ đến tự tử vào một khoảng thời gian nào đó trong đời. Một bác sĩ thú y kinh nghiệm 20 năm trong nghề cũng chia sẻ với tờ Channel News Asia. Kể cả khi mục đích của hành động trợ tử này là để chấm dứt nỗi đau kéo dài cho thú cưng, thì chúng tôi vẫn không chịu đựng nổi. Tại sao bác sĩ thú y lại phải thay người khác giết chết động vật cơ chứ? Chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng có cảm xúc, nhưng điều đáng buồn là không được thể hiện ra trước mặt khách hàng. Dần dần, con người tôi đã chai sạn đi nhiều, dù lúc mới vào nghề tôi khóc mỗi ngày. Quả thực là một công việc chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lý. Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn chăm sóc kỹ cho thú cưng của mình, khám chữa bệnh cho chúng kịp thời để không một mũi trợ tử nào lại phải giáng xuống cơ thể của những đứa con tinh thần đầy đáng yêu này. Cảm động hình ảnh chú chó Phú Quốc xếp hàng nhận gạo thay chủ. Chủ ngồi xe lăn không tiện đi lại, một chú chó ở Phú Quốc, Kiên Giang đã sẵn sàng tới xếp hàng ngay ngắn tại địa điểm phát gạo miễn phí, chờ tới lượt nhận. Không chỉ là thú cưng, chó còn được xem là một người bạn thân thiết của con người. Sự tình cảm quấn quýt dường như đã trở thành bản tính của loài vật này. Mới đây, hình ảnh chú chó Phú Quốc đứng xếp hàng chờ nhận gạo thay cho người chủ ngồi xe lăn một lần nữa chứng minh điều ấy. Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một chú chó xuất hiện ở địa điểm phát gạo miễn phí tại Phú Quốc, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết, chú cún này là của ông Tê, người đàn ông đi xe lăn làm nghề bán vé số dạo. Khi chiếc xe lăn của ông Tê di chuyển tới địa điểm phát gạo từ thiện, chú chó xoáy Phú Quốc nhanh nhẹn chạy ra từ khu vực phía sau xe. Chú ta tiến đến chỗ dòng người đang nhận gạo và đứng xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt.
thấy chú một cán bộ đã lấy phần gạo được chuẩn bị sẵn và đặt xuống trước mặt. Chú Cuốn dùng miệng giữ lấy túi gạo rồi chạy về chỗ ông Tê, sau đó lại tiếp tục cùng chủ đi bán vé số. Qua chia sẻ, ông Tê, chủ nhân của chú chó Phú Quốc, cho biết khoảng vài năm về trước, ông đi bán vé số và xin được chú chó này của người dân đem về nuôi. Mỗi khi đi làm, ông thường đem theo chú Cuốn để bầu bạn. Dần dần thành quen, đến giờ ông đi đâu nó cũng đi theo. Không chỉ vậy, chú chó còn giúp đỡ ông rất nhiều trong công việc bán vé số. Mỗi lần ông Tê dừng xe, chú ta sẽ gặm lấy bịch vé số thay chủ của mình, đem vào đưa cho khách hàng và sau đó sẽ mang tiền trở về. Chỉ một hành động tuy nhỏ của chú chó Phú Quốc, nhưng đã cho ta thấy được tình cảm đặc biệt của một loài vật đối với người đã nuôi dưỡng và chăm sóc chúng.